Chúng ta đến với các câu tiếp theo của bài tập hỗn hợp thi hiện tại đơn giải cho các bạn. Video này chúng ta bắt đầu từ câu số 11. Từ câu 1 đến câu 10 là chúng ta làm rồi. Bây giờ câu 11 chúng ta chọn gì? Câu 1 là 11 là A. Bởi vì đi động được to be với đi với chủ ngữ we là we are, đúng không? We are from Portugal là chúng tôi đến từ, này là nước Bồ Đào Nha đó các bạn. Ok. 12. Do we make? Giữ nguyên chữ make các bạn nha. Do we make too much noise at night? Chúng tôi có tạo ra nhiều tiếng ồn vào buổi tối không nhỉ? Đây, câu hỏi. Dùng do, đi với we, bởi vì đây là động từ thường, được chưa? Rồi, câu 13. Does Harry study? Does Harry study? Đó. Where does Harry study? Cái bạn Harry này học ở đâu? Học nghiên cứu ở đâu? Câu 14. Is it? Đó các bạn nha. Is it foggy today? Ngày hôm nay là trời có nhiều sương không? Sương mù đó các bạn. Foggy là sương mù. Từ này. Ok, 15. Aren't. Phủ định nha. Này phủ định này. To be, are, be, we này. Đó, we are này, đúng không? Phủ định là aren't, là viết tắt của are not nha. We aren't late. Chúng tôi không có muộn, không có đi bộ, không đến muộn. 16. Don't like. They don't like animals. Họ không thích động vật, nhiều con động vật đó. Ok. Câu 17. Where are you? Vậy thôi. Where are you? Bỏ be đi, be đã thành a rồi nè. Đi với you là a, động từ to be đó. 18. Isn't. E not nha, n này, phải là tờ này. He isn't an accountant. Anh ta không phải là một kế toán. Và câu 19, câu cuối cùng của video này. Does the dog eat? Does the dog eat? Nha, bỏ cầm này. Does the dog eat chicken? Có phải con chó nó ăn con gà không nhỉ? Con chó ăn gà không nhỉ? Đó, như vậy là video thứ hai của bài tập hỗn hợp của hiện tại đơn này chúng ta làm xong. Hẹn các bạn video tiếp theo.